đầu tiên để bước vào video các bạn, đừng quên cho mình một lượt like, share, đăng ký kênh, hoặc cũng có thể là bấm vào biểu tượng cái chuông để xem tiếp những video tiếp theo các bạn nha. Trước đây các bạn là chính phủ Úc á, là rất là thiếu về cái lượng du học sinh, và những cái trường đại học bắt đầu là có nguy cơ phá sản vì thiếu doanh thu. Thì lúc đó là cái chính phủ Úc đã đưa ra những chính sách rất là tốt để khuyến khích du học sinh qua đây. Đặc biệt là chính phủ của thủ tướng cũ Scott Morrison đã trả luôn cái tiền là visa du học cho một số bạn đã bước chân đến đây các bạn. Nhưng mà bây giờ mình có cảm giác như là cái chính phủ mới của thủ tướng mới các bạn đang bắt đầu là siết chặt và đánh vào quyền lợi của những người dân bản địa ở Úc, cũng như là những người dân đã có PR quốc tịch ở Úc. Họ cũng muốn là giảm bớt những cái gánh nặng về cái mặt là lương hưu cũng như là cái mặt trợ cấp xã hội cho đất nước này. Chính vì vậy các bạn, danh tiếng nước Úc bây giờ về mặt du học cũng như là một số cái mặt khác cũng đã bị suy giảm nghiêm trọng. Trong khi đó thì một số quốc gia khác như là Canada, New Zealand, Anh Quốc, Đức và một số nước khác ở châu Âu các bạn cũng đang có những chính sách thu hút nhân tài và thu hút các du học sinh rất là nhiều. Thì nước Úc lại có chính sách ngược lại. Bây giờ các bạn, chính phủ Úc á, đã đưa ra một số cái con đường mới để mà nhập khẩu trực tiếp những cái lực lượng lao động có tay nghề từ thẳng từ các quốc gia khác luôn. Và qua đây á, thì thường á, là họ sẽ có cái PR luôn. Chính vì vậy mà những người nào ở Việt Nam cũng như một số quốc gia khác có tay nghề, có tiếng Anh các bạn, thì đây lại là cơ hội của họ. Và ngay cả những người trong nước các bạn, thì cái gì có rủi ro, cái gì có khó khăn thì đâu đó cũng có những cơ hội. Vậy những cơ hội này là gì các bạn? Thì các bạn biết rồi, một số cái du học sinh mà qua Úc được đó các bạn, trong thời điểm này cũng rất là khó khăn nha. Nhưng mà nếu qua được rồi á, thì họ học ở đây, nếu mà họ còn trễ thì sau khi ra trường sẽ có một cái cơ hội rằng nếu mà sau này nước Úc á, mở cửa nhận lại một cái lượng lớn cái người nhập cư, thì khi đó những người mà đã có mặt tại nước Úc này mới tốt nghiệp xong các bạn lại là những người có cơ hội. Ví dụ như là bây giờ thì một số người bạn bè của mình mới ra trường thì đó là rủi ro, bởi vì là họ bị siết lại rồi, rất là khó để mà xin PR. Nhưng mà những người mà mới bắt đầu học vào thời điểm này các bạn, thì biết đâu 2 năm nữa, 3 năm nữa thì nước Úc lại bắt đầu là mở cửa, bắt đầu là phát triển lại kinh tế thế giới qua khó khăn, và họ bắt đầu nhận ồ ạt lại một cái lượng nhập cư rất là lớn. Mình có một ví dụ như là năm 2020 đi, khi mà nước Úc đóng cửa các bạn, thì rất là khó để qua Úc và thậm chí không qua được luôn, bởi vì là nước Úc đã đóng cửa biên giới, không nhập một học sinh nào cả. Nhưng mà sau đó các bạn, họ nhập rất là nhiều, nhập gấp 4 lần. Thì bây giờ mình cũng nghĩ rằng là một ngày nào đó nước Úc sẽ rất là thiếu nhân lực và họ sẽ bắt đầu nhập một số lượng rất là lớn. Giống như đợt dịch vừa rồi các bạn, ở nước Canada thì họ thiếu nhân lực trầm trọng và họ đã hốt hết những cái người mà đã có hồ sơ trên cái hệ thống đăng ký PR đó các bạn. Và nước Úc cũng vậy. Cho nên bây giờ nếu mà ít du học sinh qua nước Úc á, thì chúng ta lại bớt đi những đối thủ cạnh tranh và đang trông chờ vào một cái thế giới phát triển hơn khi mà chiến tranh kết thúc, cũng như là khủng hoảng kinh tế thế giới qua đi, nước Úc bắt đầu phát triển trở lại. Thì những cái loại visa nào là có ý nghĩa là PR các bạn, có nghĩa là không có còn thời hạn gì nữa hết, chúng ta sẽ ở Úc lâu dài luôn. Đó là những loại visa sao? Visa 189, 190 và 191 thì nó thuộc là nhóm Skill Visa. Thì cái nhóm này các bạn dành cho những cái bạn mà đa số là những bạn du học sinh. Sau khi mà có visa 485 rồi, chúng ta sẽ phấn đấu nè, đủ các cái điều kiện về cái công việc nè. Chẳng hạn như là chúng ta phải làm việc đủ bao nhiêu tháng đó. Ví dụ visa 190 đi, là chúng ta phải làm việc là trên 6 tháng với cái thu nhập là ở vùng mà gọi là vùng ngoài cái thành phố lớn á. Ngoài cái trung tâm thành phố á, thì chúng ta phải có cái mức lương là 65.000 trên một năm. Rồi trung tâm cái thành phố lớn á, thì chúng ta phải đòi hỏi là mức thu nhập là 80.000 trên một năm chẳng hạn. Rồi chúng ta có đủ tiếng Anh nè. Đó, thì khi đó chúng ta sẽ được vào một cái nhóm để mà so sánh cái điểm số với nhau. Ai mà có nhiều cái thành tích tốt hơn thì họ sẽ được chọn đầu tiên.
và thế là chúng ta có PR thôi các bạn. Rồi, visa 189 thì cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta thay vì là cái visa 190 là chúng ta cạnh tranh trong một cái tỉnh bang, thì visa 189 là chúng ta cạnh tranh toàn cả liên bang luôn. Đó. Rồi 191 các bạn thì cũng tương tự. 191 thì nó là một cái visa mà chuyển thể từ visa 491 lên các bạn à. Ngoài ra còn có visa khác, ví dụ như là visa 186 các bạn. Thì cái loại visa này các bạn là nó sẽ chuyển thể từ cái visa bảo lãnh 482 các bạn nha. Thì ai mà đi theo diện bảo lãnh á, thì sau một thời gian khoảng 2 năm thì chúng ta sẽ đăng ký lên visa 186. Thì visa 186 sẽ là PR, không có thời hạn. Cho nên là chúng ta sẽ ở nước Úc là coi như là vĩnh viễn luôn các bạn, đến khi nào chúng ta sẽ có quốc tịch thôi. Ngoài ra còn có một số loại visa khác nữa để mà chúng ta không có thời hạn ở nước Úc luôn. Nên là các bạn cứ tìm hiểu thêm trên các cái video cũ của mình nha. Khi mà đã có PR rồi thì các bạn sẽ bắt đầu là đăng ký thi lên quốc tịch xong khi mà chúng ta ở nước Úc trong khoảng thời gian khoảng 3 năm. Thì khi đó chúng ta sẽ bắt đầu có những cái kỳ thi quốc tịch. Kỳ thi quốc tịch được diễn ra như thế nào? Thường nó sẽ có những cái chỗ mà chúng ta thi tại chỗ luôn các bạn. Có một cái hội trường rất là lớn, chúng ta đăng ký rồi vào trong đó thi. Các bạn sẽ có những cái câu hỏi về, nói chung là về đủ các bạn. Văn hóa, lịch sử, của địa lý của nước Úc cũng có. Rồi những cái câu hỏi về cái chính trị này nọ v.v. Nói chung là những cái câu hỏi cơ bản về nước Úc thôi. Thì chúng ta cứ học thuộc rồi chúng ta trả lời. Nếu mà chúng ta trả lời sai các bạn thì cũng có khả năng rớt nha. Rớt thì chúng ta đăng ký thi lại thôi. Và nếu như các bạn đã đậu kỳ thi này rồi, sau một khoảng thời gian tầm 2 tháng, thì các bạn sẽ được cái thông báo là có một cái lễ nhận quốc tịch giống như cái video vừa rồi của mình show cho các bạn xem đó. Cái ngày hôm đó các bạn là sẽ có 3 đợt như vậy, tức là cái chỗ hội trường đó các bạn à, sẽ có khoảng là 1.000 người nhận quốc tịch. Mình thấy số lượng cũng khá là lớn. Và không chỉ có chỗ đó không đâu, mà còn rất nhiều chỗ khác nữa. Và rất nhiều thành phố khác nữa. Cho nên là cái số người nhận quốc tịch mình thấy cũng rất là nhiều, rất là hứng khởi luôn. Rồi bây giờ các bạn, mình sẽ chuyển sang cái phần mà quan trọng nhất của video này. Đó là cái tip hay là cái cách để mà chúng ta có thể là rút ngắn giai đoạn, đạt được một cái thời gian, lấy được một cái tấm PR hay là quốc tịch của Úc nhanh nhất. Thì đầu tiên các bạn làm sao đó là phải có cho mình một cái chiến lược nó rõ ràng nha. Chiến lược càng rõ ràng càng tốt, càng cụ thể càng tốt. Ví dụ như là chúng ta sẽ xác định rằng là chúng ta sẽ đến nước Úc là bằng con đường nào nè. Rồi chúng ta sẽ qua tỉnh bang nào để mà chúng ta dễ có cơ hội định cư. Rồi chúng ta sẽ học ngành gì nếu mà chúng ta đi du học. Sau đó chúng ta sẽ kiếm việc như thế nào. Và để kiếm việc các bạn thì cái kinh nghiệm rất là quan trọng nha. Do đó là chúng ta phải học cái kỹ năng, những cái công việc của mình trong tương lai càng sớm càng tốt. Bởi vì như nãy mình nói rồi, để mà đạt được cái PR thì cái điều kiện phải có cái công việc, có mức lương đầy đủ nè. Rồi chúng ta có tiếng Anh. Do đó chúng ta phải luyện tiếng Anh nữa. Chính vì vậy là chuẩn bị những cái kế hoạch về học tập tiếng Anh, rồi cái tiểu bang mà mình sẽ đến là cực kỳ quan trọng. Các bạn có thể là xem cái video mà trên cái trang chủ mình á, cái video về các thành phố của nước Úc á, thì các bạn có thể thấy được rằng là có rất là nhiều thành phố khác nhau và các tỉnh bang khác nhau, thì mình cũng đã tổng hợp được cái chính sách định cư của từng tỉnh bang luôn. Các bạn nhớ tham khảo để mà biết được cái bang nào phù hợp với các bạn nha. Rồi mình cũng có một cái video nói về những cái ngành nghề nào mà được nước Úc ưu tiên nữa. Các bạn cũng lục lại và xem đi. Tiếp theo nữa các bạn là chúng ta đừng quên rằng là nước Úc là một đất nước là rất là tôn trọng về pháp luật. Rồi, video này của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình đến thời điểm hiện tại. Các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình một lượt like, share, đăng ký kênh hoặc cũng có thể là bấm vào biểu tượng chia sẻ để video mình được nhiều người biết đến các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.